3 bước thiết kế phòng ngủ hiện đại. 1. Làm lót giường cao 15cm, đặt giường lên và váng đèn đi theo bên dưới của kệ. Lắp tấm nhôm định hình, đầu giường làm bằng ván gỗ nửa vách, thêm lớp gỗ veneer và dải đèn led cạnh viền. Sơn tường và trang trí tường theo sở thích, đặt giường và đệm lên phía trên. 2. Làm tủ quần áo bằng kim loại, gọn gàng và chắc chắn. Lắp cửa kéo bằng kính đen tùy chỉnh cá tính và thời trang. 3. Lắp bàn đa chức năng có thể tùy chỉnh trên cửa sổ. Cùng xem lại toàn cảnh căn phòng đã hoàn thành, theo dõi hộikiến trúc.com để xem thêm nhiều video thú vị.